Chào các bạn, quỷ là một từ để gọi những linh thể của những người đã chết. Theo quan điểm của người phương Đông, sau khi chết đi, linh hồn của con người sẽ đầu thai chuyển thế vào kiếp khác. Nhưng vì một số lý do nào đó, linh hồn không thể đi đầu thai mà vẫn lưu lại trên thế gian, thì được gọi là quỷ. Theo quan điểm của một số tôn giáo, quỷ được dùng để gọi một số sinh vật thuộc về cõi siêu hình, có những khả năng siêu phàm, khỏe mạnh, độc ác và xấu xa. Đôi lúc cũng dùng để chỉ các ác thần, thường là phe đối cực với các vị thần. Mọi sinh vật qua quá trình khổ tu và tuân theo các pháp đều đạt được thần thông. Nếu theo phe thiện được gọi là thần, còn nếu theo phe ác được gọi là quỷ. Tuy nhiên, không có sự phân biệt rõ ràng giữa thần và quỷ. Quỷ cũng có thể là hóa thân của ma do tu luyện lâu năm hay vì hận thù mà biến thành quỷ. Thông thường, ma là một thể chất vô hình không thể hại người được, nhưng quỷ thì không, chúng có thể hại người. Khi hiện thân, quỷ rất đáng sợ và thậm chí chúng cũng có khả năng lấy đi mạng sống của bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quỷ La Sát, quỷ Già So, thiên ma và lệ quỷ. Quỷ La Sát. La Sát hay quỷ La Sát là một loài quỷ trong thần thoại Hindu cũng như Phật giáo. Đây là một sinh vật thần thoại có hình dáng và tính cách của loài người hoặc quỷ bất thiện. La Sát hầu hết được miêu tả là một loài quái nhân hình thù xấu xí, dữ tợn, thù địch. Chúng to lớn như những ngọn đồi, đen như nhỏ nồi, với hai chiếc răng nanh thò ra, móng tay thì sắc nhọn như vuốt chim và gầm gừ như thú vật. Chúng cũng được mô tả như là những kẻ ăn thịt người, luôn đói khát, có thể đánh hơi được mùi thú vật, con người và thịt. Một vài La Sát tàn bạo, hung ác hơn được thể hiện với con mắt đỏ rực, tóc rực lửa, u máu vót bằng tay hay từ chiếc sọ người. Thông thường, trong các câu chuyện kể, La Sát có thể bay lượn, biến mất, tăng hay giảm kích cỡ. Chúng có hình dáng động vật, con người hay những vật khác. Trong kinh văn Phật giáo thường gặp, La Sát là loài hung thần ác quỷ, loài này có hình tướng. Trong kinh văn Phật giáo thường gặp, La Sát là loài hung thần ác quỷ, loài này có hình tướng và mặt mày rất ghê gớm. Quỷ La Sát nam, thần đèn đũa, tóc đỏ lừ, mắt xanh lam, nhưng quỷ La Sát nữ, dung mạo tuyệt đẹp, có khả năng mê hoặc con người rất lớn. Loài quỷ này có thần thông, bay đi rất nhanh hoặc chạy rất nhanh trên mặt đất. Trong địa ngục cũng có những loài quỷ La Sát làm lính canh ngục, chuyên hành hạ tội nhân, thường được gọi bằng danh từ chung là A Bàn La Sát. Chúng thường có hình đầu trâu, đầu dơi, đầu nai, đầu thỏ, thân người hoặc chân có móng như trâu. Trong Mật giáo có loài quỷ hộ pháp thường được gọi là La Sát Thiên. Loài quỷ thần này thân hình đoan chánh, mặc pháp trụ, tay cầm binh khí, cỡ sư tử trắng. La Sát Thiên thường được vẽ ở góc Tây Nam, trong đồ hình Thai Tạng Mạng Đà La. Trong kinh Niết Bàn giải thích, ví như người lấy La Sát Nữ để làm thầy thiếp. La Sát Nữ tùy theo những người con sinh ra thì ăn thịt, con đã ăn hết rồi, cuối cùng ăn luôn cả chồng mình. Yêu thích La Sát Nữ cũng lại như vậy, thuận theo các chúng sanh sanh ra con thiện căn, hễ sanh ra là ăn. Con thiện căn đã ăn hết, lại ăn luôn chúng sanh, khiến cho rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Theo Pháp Uyển Châu Lâm, thời Đường, vùng Giang Lăng, có người đàn ông lấy được vợ đoàn chánh, dung mạo không có tì vết. Ả thường dùng các sâu chuỗi ngọc ngà trang điểm cho bản thân xinh đẹp, người chồng hết mực yêu thương. Có người nói với chồng, vợ ông là quỷ La Sát, người chồng không tin, nhưng người ta nhiều lần nói điều ấy, nên ý muốn thử xem. Một đêm, ông giả vờ say ngủ, hé mắt thấy vợ lén lén, ngồi dậy đi ra ngoài thành. Người chồng đuổi theo sau, thấy vợ đến giữa bãi tha ma. Người vợ cởi áo và các thứ trang sức quý báu đặt ở một bên, sắc mặt thay đổi dữ dằn, miệng mọc răng nanh dài, trên đầu lửa cháy đỏ, mắt rực lửa. Ả tiến đến gần người chết, dùng tay xé thịt xác chết nhai mà ăn. Người chồng trông thấy như vậy, kinh hoàng bỏ chạy đến một ngôi chùa, về sau xuất gia đi tu. Quỷ Già So. Quỷ Già So là một chủng loài trong cõi địa ngục, nơi khổ hại nhất trong sáu nẻo luân hồi. Theo kinh Địa Tạng mô tả, thì quỷ Già So hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tai, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu. Răng nanh chĩa ra ngoài, miệng bé nhọn như gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, thường cầm chĩa lớn bằng sắt, trừng phạt những người có tội trong địa ngục. Theo kinh Phật, thì chúng sanh ở cõi quỷ đông hơn loài người gấp trăm vạn lần, không thể tính đếm. Họ có ở khắp nơi, có quyến thuộc nhà cửa, có thể ở chung với loài người, nhưng khác chiều không gian, họ thấy ta, nhưng ta không thấy họ.
Dạ so quỷ vương là một loài quỷ trong 8 bộ quỷ thần. Loài quỷ này dưới quyền thống lãnh của Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Dạ so thân hình đen đúa, mặt mũi hung ác, đầu không có tóc, tay cầm chìa sắt gồm 3 loại: địa hành dạ so, hư không dạ so và thiên dạ so. Theo Đại Nhật Kinh Sớ, dưới quyền của Tỳ Sa Môn Thiên Vương có 8 vị dạ so quỷ vương rất nhiệt tâm tu hộ trì Phật Pháp. Tên của họ là Bảo Hiền dạ so Đại Quỷ Vương, Mãn Hiền dạ so Đại Quỷ Vương, Tán Chi dạ so Đại Quỷ Vương, Sa Đa Kỳ Lý dạ so Đại Quỷ Vương, Hơi Ma Phượt Đa dạ so Đại Quỷ Vương, Tỳ Sái Ca dạ so Đại Quỷ Vương, A Tra Phạ Ca dạ so Đại Quỷ Vương, Bán Già La dạ so Đại Quỷ Vương. Quỷ dạ so đa phần ở địa ngục đều để trừng phạt tội nhân, một số có phước thì thâu hồn người chết về cho Diêm La Vương luận tội. Thiên Ma. Thiên Ma là loại ma ở cõi tha hóa tự đại thiên, thuộc tầng thứ 6 của trời lục dục. Loại ma này có phước báo lớn, hưởng sự vui màu nhiệm cao tột của ngũ trần, tự cho đó là cảnh khoái lạc tuyệt đối, nắm quyền hạn về dục diễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy. Thiên Ma là loại ma có quyền lực cực lớn, bao trùm 6 tầng trời ở cõi dục, nắm quyền sinh sát thời gian. Đây là hạng siêu quyền năng, thân tướng trang nghiêm, xinh đẹp. Thiên Ma chuyên phá hoại những người có đức tâm tu cao. Khi hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quan phát lộ, ánh sáng của tâm quan chiếu thấu đến cõi trời tha hóa, làm cho cung điện ma rung động. Chúng liền phát giác vì e sợ có người giải thoát, quyến thuộc của mình sẽ bị giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại. Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc hăm dọa, hoặc khuyến dụ, hoặc giúp cho sức tà định tà trí cùng thần thông cốt để gà gẫm, lại thay phiên nhau rình rập không giây phút nào xa rời để chờ cơ hội thuận tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở liền bị chúng ám nhập, xúi dục làm những điều trái đạo đức, đời tu đến đây kể như hư bàn. Trong khi hành giả tình tu thường bị các thiên ma, ngoại đạo hoặc quỷ thần làm cho náo loạn. Chúng hiện ra các hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp mong quyến rũ. Có khi chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay chư thiên, đủ các tướng tốt trang nghiêm, hoặc nói ra các môn đà ra ni, hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hoặc nói các pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh không oán không thân, hoặc dạy người bác nhân quả, cứu cánh rỗng không vắng lặng, bảo đó là chân niết bàn, hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị lai, hoặc làm cho thấu rõ tâm niệm mọi người, cho đến được biện tài vô ngại. Thiên ma phá hoại người tu ở cấp độ cực kỳ tinh vi, nên đa phần người bị rất khó nhận biết, đặc biệt loài này chỉ phá những người có định lực, hẹn là nhàn chúng không thèm ngó tới. Lợi quỷ. Lợi quỷ là loài quỷ chuyên gieo rắc dịch bệnh cho thế gian, thường hiện dị tướng cao to hung ác. Bất cứ nơi nào trên thế giới khi sắp xảy ra dịch bệnh, người có tuệ nhãn đều nhìn thấy loài quỷ này cùng quyến thuộc xuất hiện. Một khi lợi quỷ xuất hiện, tất người chết khắp nơi, tan thương khắp chốn. Loài quỷ này gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân gian. Người đời nếu chẳng may nhìn thấy lợi quỷ, không ai là không tổ mạng. Và mình còn nghe nói những ai tự kết liễu đời mình trong lúc ra đi mà mặc đồ đỏ sẽ trở thành lợi quỷ, người ta còn gọi là hồng y lợi quỷ. Ngày nay ma quỷ vẫn còn là một bí ẩn với nhân loại, nhưng chúng đã nằm trong văn hóa nhân gian và tín ngưỡng của các tôn giáo từ rất lâu đời. Chúng ta vẫn không biết chúng thật sự có tồn tại hay không, nhưng sự bí ẩn này vẫn còn hạn chế trong tầm hiểu biết của con người. Và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.